Mình vừa hôm nay mình đi rừng ấy, mình bắt được mấy cái con gì đây, mình thấy lạ quá, thế là bắt ở mình hạ cái cây ấy xuống ấy thì thấy nó chạy ra, thế là mình bắt về. Thì bây giờ nó cho nó tắm này, rồi để như vậy này từ chiều đến giờ ấy, mình sợ nó khát nước ấy, thế là mình đem ra mình tắm cho nó xong cái khô rồi mình đem ra mình bỏ vào cái hộp, mình bỏ mấy cái giấy vào, thế là nó ăn. Chả biết con này là con gì, ở quê mình nhiều lắm luôn ấy. Đó, bỏ giấy vào nó tranh nhau nó ăn. Con này là con gì không biết, là từ bé tới lớn mình cũng mới thấy luôn ấy, quái lạ mà nó đẹp thế. Chứ lại thử nuôi xem nó lớn lên xem nó như thế nào này, có con lớn lắm này. Sưởi ấm cho nó luôn, sợ nó lạnh, hình như là con kỳ đà hay sao ấy ta. Đẹp nhỉ, mình tách ra rồi 5 con một chỗ, 5 con một chỗ, tổng cộng là có 16 con đấy, sắp lớn rồi, ăn nhiều vào để cho lớn nha.